Hello cả nhà, đây là cái mảnh vườn ở sông cầu đây, bốn mảnh vườn đấy đang cải tạo lại mọi người ạ. À, đẹp lắm, mọi người thấy không? Mít và xoài, khí hậu rất là tốt. Hôm nay trời mới mưa xong này, máy móc được làm khẩn trương, cây ra cây, hàng ra hàng, rất là đẹp luôn. Tất cả đều trong vụ thu hoạch mọi người nhá. Tôi cải tạo như này có tác dụng gì? Thứ nhất đó là cũng như mình tỉa cành bớt cho cây ấy, thì cây nó có sức, nó vươn lên và cho ra quả nhiều hơn đấy. Ta đẹp nữa, mang lại giá trị tốt cho bất động sản của quý nhà, đẹp lắm mọi người ạ. À, vườn như thế này này, anh nhìn thấy không, thẳng tắp luôn này, cái này ngoại thẳng tắp luôn, quá đẹp. Đây vườn thẳng tắp, anh em họ đang làm rất là cật lực. Chúng tôi làm được 5% diện tích đất rồi. Cái mảnh đất này thì rộng khoảng gần 5.000 m², chúng tôi chia thành 4 sản phẩm đấy. Mỗi sản phẩm hơn 1.000 m² và được bán với cái giá từ 336 triệu cho đến khoảng hơn 400 triệu thôi, rẻ lắm mà đẹp nữa. Mọi người thấy không, đường bê tông hiện trạng đó mọi người nhé, đường rộng đến 6 m cơ, tuyệt vời lắm. Rất nhiều loại cây ăn trái, mỗi lô thì mặt tiền đường dao động từ khoảng hơn 20 m đến 32 m mọi người nhé. Mặt tiền đường bê tông này này, nó chiều dài đấy, đây. Đây. Chúng tôi sẽ cải tạo lại toàn bộ luôn. Rất là đẹp. Đẹp cực kỳ. Đồi thì cao triền triền lên. Cách trung tâm thành phố Nha Trang chỉ khoảng 22 km thôi mọi người ạ. À, gần khu công nghiệp sông cầu. Khí hậu thổ nhưỡng tốt, mát, không khác gì Đà Lạt. Tôi đang đi làm nhưng mà rất là mát mẻ đây, thích lắm luôn các bạn ạ. Thì máy móc họ làm xuyên trưa luôn là vậy. Thời tiết nó mát mẻ lắm. Mít nè, mít này thì được khoảng 5 năm tuổi mọi người nha, cho ra quả rất là ok rồi. Đây là mít Thái. Ở trong kia một ít xoài Thái. Trong thời gian qua thì khi chúng tôi bắt đầu chạy bán thì bốn nền này thì bán được 2 nền rồi, nền số 1 và nền số 2 rồi, còn 2 nền trong kia thôi. Đấy, chúng tôi đang tích cực làm để kịp bàn giao mặt bằng cho khách hàng trong thời gian tới. Đấy, mua đất nông nghiệp thì cứ có đường hiện trạng này, có nguồn nước và giao thông thuận lợi là ok rồi mọi người ạ. À, điện thì chúng ta có thể dùng điện năng lượng không sao cả, nhưng mà đường xá này phải thuận lợi là yếu tố quan trọng và pháp lý nữa mọi người nhé. Rồi, quý khách hàng quan tâm đi xem các mảnh sản phẩm này thì liên hệ sớm với Nha TV nha, trước khi chúng tôi đóng giỏ hàng nhé mọi người nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Bye bye.